Xin chào anh em. Thì hôm nay mình được một khách ủng hộ một cái con da nốt màu trắng in tem đẹp. Mình sẽ quay sơ qua chi tiết con xe cho anh em tham khảo nhé. Mình quay một vòng nhé, quay sát vô rồi mình sẽ quay xa cho anh em ngắm một vòng nhé. Đây, mặt viền đèn pha được trang trí thêm mạ inox chỗ đèn pha, với mặt nạ được phối màu đen, nhìn cho cái xe mình nó không có bị chói quá, tại vì phối nguyên màu trắng quá thì chiếc xe mình nó cảm giác nó trắng hết, nó không được đẹp. Thì được phối màu đen với cái yên được phối màu kem để mặt đồng hồ. Xe anh em xe mới chưa có xé cái bọc ở chỗ đồng hồ, khi mà cái bọc đồng hồ đó là để khi mà vận chuyển xe nó không có bị chạy cái mặt kính đồng hồ nhé. Mình sẽ quay sơ qua cho anh em xem nó phần từ phần đít. Đây, cái tem thì cũng được thiết kế chữ da nốt sáng mà rơm, với một cái dãy tem sạch giọt nước cho cái xe mình gợi bật lên cái viền của cái ốp sườn. Cảnh anh thợ anh mở ra để lắp bình xe mới nha. Xe này là xe mới chưa có lắp bình. Mở mặt nạ ra mình lắp. Khi mà anh em mở ở dưới nó có hai con ốc hũ, anh em mở trước rồi anh em mới tháo cái mặt nạ ra nhé. Đây, mình mở cái mặt nạ trước ra. Tiếp đến là mình tháo cái mặt nạ bự ra, mình phải gắn được cái bình đắc quy. Tại vì xe mới lúc nào không có bình đắc quy, khi mà mua xong mình mới lắp cái bình đắc quy vô. Mà chớ mình lắp sẵn bình đắc quy thì mình đậu mình không sử dụng thì cái bình đắc quy nó dễ bị hư nữa. Mình giặt hai con ốc bự, mình mới lấy được cái miếng mặt nạ trước này ra. Cái miếng mặt nạ có gắn luôn cái đèn sương mù đó. Mặt nạ xong thì trên mà dành mặt nạ có hai con ốc, anh em nhớ tháo hai ốc bự để ra, rồi anh em phải tháo hai con ốc vít ở trên để mới lấy cái mặt nạ ra được nhé. Đây, còn bên này còn bên kia, rồi mình mới gỡ cái phần mặt nạ ra. Còn số khung nó nằm đây, khi mà mua xe mới thì mình mới cả số khung mới làm giấy tờ cho khách được. Đây, số khung của dòng xe đó thì nó nằm ở dưới cái chỗ sàn để chắc. Mình đang cả số khung để làm số cho khách đó. Đây, số khung nó nằm dưới này nè. Rồi, đây số khung mình quay cận cảnh cho anh em, số khung đó. Số khung của dòng xe ga Genos thì nó nằm dưới đó. Còn số, cái đó là số máy, còn số khung thì nó nằm trên cốp nha anh em. Số máy nằm dưới, còn số khung nằm trên cốp. Đây, khi mình gắn bình ắc quy vô xong thì mình mới gắn cái mặt nạ vô nha. Cái mặt nạ mình cho hai cái lẫy trên như trước. Rồi mình mới nhặn từ từ hai cái móc hai bên. Đây, cho hai cái móc này vô. Đây, mình cho hai cái móc vô. Móc vô xong xuôi hết mình mới đè vô nghe nè. Sau đó mình mới ghim cái dắt của cái đèn sương mù vô. Đây, kế tiếp mình cho dặn hai con ốc 10 mặt nạ vô lại. Anh em nhớ xiết vừa tay ha, tại vì con ốc 10 nó có cái phe trong nó bằng mũ, anh em xiết quá coi chừng nó xây ở trong nó luôn cái mũ trong nha. Mình lắp cái phần dưới vô. Cái phần dưới là nó có hai con ốc mũ ở dưới, khi mình lắp vô mình nhớ lắp hai con ốc mũ vô. Mình mở ra nó như vậy, mình mở hai ốc mũ ra mình mới lấy được mặt nạ ra nhé. Xe đã lắp hoàn thiện xong. Thấy rồi hướng dẫn giữ remote. Cái remote thì nó có hai tính năng, cái đèn cháy nhanh á, mình giữ dùng dọc 3 dây đèn cháy nhanh rồi mở phá, còn đèn cháy chậm rồi cứ mở cái cách nào rồi phá nha anh em. Mình mở thử cái nha, mình giữ đèn cháy nhanh rồi mình nhận vô nó đèn trên đồng hồ cháy mình mới bật phá lên nha. Mình bật lên mắt thứ nhất rồi. Là ngay chữ ở phần là mình bấm hơn sao là mở gì rồi. Còn mình bật lên mắt thứ hai ngay chữ on là mở khóa. Ngay chữ on là mở khóa. Rồi, khi mình mở khóa, mình lời thử cho anh em xem nha. Đèn, bên đây là có pha xi nhan trái phải. Cái này là mình mở trước là để ghi thử chỉnh cho máy, mình hướng dẫn cho anh em cách dễ sử dụng hơn. Đây,
khi mình chạy xong rồi tắt móc hết hay chưa hợp, đồng thời giữ cái đầu mối tin vòng 3 giây. Rồi chỉ cách thứ hai là tắt, mình nhắn điều khiển không tiêu chặt nó đang tắt máy hoàn toàn, nó đã tắt máy hoàn toàn rồi. Cái này là mình hướng dẫn đúng kia của nhà máy, còn mình giờ hướng dẫn cách thứ hai cho anh em sử dụng là mình cứ để đầu mối trên người mình, mình lại gần xe là mình ở đứng chạy, còn mình tắt là khi mình tắt về hết hay chưa hợp thì cái đèn trên đồng hồ tắt mình đi ra chỗ khác là được. Rồi bật khóa lên chạy thôi. Còn anh em muốn phá cổ khi mà mở khóa lên xong, em nhận vô bẻ về bên trái là phá cổ mà. Còn mình mở là cũng nhận vô bẻ về. Rồi tắt, rồi tắt khóa. Rồi chỉ vô cái đèn. Rồi. Cái đèn trên. Rồi cầm đầu móc đi ra chỗ khác. Đi ra chỗ khác. Đi về cách xe khoảng một mét là nó tự tắt. Đó là nó tắt khóa. Không có mở được.